Thầy sẽ làm cho bạn cái câu 4.1, câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại tỉnh Thanh Hóa năm học 2023-2024. Đề như sau. Hỗn hợp X gồm có 4 chất. Nêu phương pháp hóa học điều chế kim loại bari, natri riêng biệt. Viết phương trình hóa học xảy ra. Rồi bạn nào làm cho thầy được câu hỏi này? Thì cái này chúng ta cũng khá là dễ thôi. Cái nghĩa là chúng đây là phương pháp tách kim loại ra. Em thử đi Rồi thử đi. cho HCl xong rồi NaOH xong rồi điện phân nóng chảy với gì? Rồi, hết rồi hả? Đơn giản vậy, Dạ, sai hết mất, rồi. sai mất rồi. Cho qua nước chứ. Đúng rồi, chính xác, đó là cái điều quan trọng tối kỵ luôn. Rồi hương đúng không, nước nè, thì mình sẽ thu được cái gì? Dung dịch, dung dịch là Na2C3 đúng không hương? Yeah. Cái rắn y đi, y là rắn này gồm 3 thằng BaCO3, CuO và Fe2O3. Thì đây chúng ta thu được cái gì đây em ơi? Dung dịch này chúng ta làm cái gì để thu được bari natri, cho qua gì để thu được natri thì chúng ta biết là bằng phương pháp điện phân nóng chảy đúng không? Đúng em ơi, hay là điện phân dung dịch có màng ngăn đúng không em? Thì chúng ta dùng phương pháp điện phân nóng chảy đi. Ở đây mình cho qua HCl dư, khi đó chúng ta thu được ở đây là dung dịch B gồm hai chất, đó là Na CL và HCl dư. Sau đó chúng ta đi cô cạn. Cô cạn thì HCl bay hơi, thì khi đó chúng ta thu được NaCl ở dạng rắn. Sau đó em đi điện phân nóng chảy thì chúng ta thu được natri và clo. Cái kiến gì chỗ này không? Rồi Hương đoạn dưới em tiếp tục làm gì? Dung dịch bây giờ Cái nữa em cho qua gì vậy mà dung dịch bây giờ đúng rồi. dung dịch bây giờ để làm gì, tại sao cho qua bây giờ? Bây giờ thằng nào tác dụng được đâu, Qua CO trước. tại sao khổ vậy trời HCl. Qua HCl. ơi, lại khổ nữa, sao mấy đứa cứ 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 đa cứ đâm đầu vào cái khổ nha. Qua H2. Trời ơi, nung nóng đi má ơi, nung nóng đến khối lượng không đủ đi. Hòa tan vào trong nước là hai cái bốc hơi, thu được dung dịch. Đúng không? Mới đến nung nóng này. Thì khi đó máy sẽ đưa thu được khí. Khí đó là CO2 và rắn. Rắn này là rắn Z đi, gồm nè. BaO, CuO, Fe2O3, sao làm khổ vậy ta? Sau đó mình cho cái gì vô? Hòa tan nước vào. Được chưa? Thì nó tạo thành dung dịch BaOH2. Rắn. Rắn T. CuO và Fe2O3, hiểu vấn đề không? Cái dung dịch này mình cho qua HCl giống như này. HCl dư. Thu được BaCl2 và HCl dư. Sau đó chúng ta đi cô cạn. Chúng ta thu được BaCl2. Sau lấy thằng này chúng ta điện phân nóng chảy. Thu được bari và clo. Đó được chưa? Có cách nào hay hơn nữa không? Hey, sao mấy đứa cho qua axit bazơ làm gì ta? Mấy đứa giải thích cho thầy tại sao qua axit bazơ làm gì, trong khi đó chúng ta đi nhiệt khoan thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều, đúng không? Kỳ hiểu không em ơi? Qua CO được. Cái gì em ơi? Qua CO Qua CO làm gì? cho hai thằng phản ứng. Qua CO thì khi đó nó cũng thu được cái gì?
qua CO thì cực kỳ dở luôn. Vì sao? Thì thằng này biến thành đồng, thằng này biến thành sắt này. Cái CO tác dụng với oxy để biến thành CO2, CO2 tác dụng với BaO biến thành Ba2O3 ban đầu rồi. Thấy dở chưa? Hiểu vấn đề không? Có ý kiến gì về câu hỏi này nữa không? Dạ không. Nó dễ mà chúng ta có hiểu 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 sai thì dân tới đây cho nó biến về có 3 giờ là biến về muối thôi, còn rắn này là bỏ được chưa, hết rồi nhá, từ kia phân định được không ạ? Ở đây có Dạ được. một phân định, hai phân định, ba rồi bốn, năm, sáu, sáu phân định cho mày đơn giản.